Ôi gì đây? Anh Huy Nga Mi đánh cùng với là Yến Xích Lô. Võ Lâm Minh Chủ Nga Mi của VNG sẽ đánh cùng với Võ Lâm Minh Chủ siêu cấp của Tụ Hiền Trang. Thử xem cuộc đối đầu này thì anh Huy có vượt qua được sự khắc nghiệt của số phận, yếu tố kỳ hệ hay không. Yến Xích Lô là một trong những biểu tượng của Côn Lôn tại server Tụ Hiền Trang và cũng là tại Zip Việt Nam này. Một cách đánh rất quen thuộc với sự combo rất hoàn hảo của Khí Tâm Phủ, Mây Tung Ảo Ảnh, Ngạo Tuyết Tiêu Phong và cả Lối Động Cửu Thiên nữa. Rất hay anh em ơi, Yến Xích Lô đã lên ngựa rồi, lại là một pha Khí Tâm Phủ chính xác nữa, bổ phủ lên rất nhiều. Những lời đồn đoán về việc người đang cầm mác của Chiuri anh Huy Nga Mi chính là Quý Lê anh em nhé, người đã từng vô địch Võ Lâm Minh Chủ của VNG với chính ác Nga Mi rồi. Tuy nhiên thì đối thủ của anh sẽ là ác kỳ hệ Võ Lâm Minh Chủ siêu cấp của Tụ Hiền Trang một thời, à, của Cổng Đài một thời, và đến bây giờ là á quân của Võ Lâm Minh Chủ sẽ vào Tụ Hiền Trang, chắc chắn sẽ là yếu tố kỳ hệ rất lớn. Côn Lôn và Nga Mi mà, Thổ và Thủy. Thường thì mình thấy anh Huy hay cầm Chiuri Nga Mi kiếm anh em ơi. Nhưng mà dàn anh Huy cũng là một trong những dàn ác mà xuất thân từ băng ngáo, nên là việc Chiuri có thể đổi sang cầm ác này cũng hoàn toàn thì xảy ra. Đấy là dự đoán anh em. Còn thực tế thì mình đang cần anh em có thêm thông tin để chia sẻ thêm nhé. Rất hay anh em ạ. Anh Huy đang cố gắng chơi áp sát để cố gắng tận dụng được hai skill của mình. Đó là tầng 2 của Tam Ga Tể Tuyết anh em ạ. Đối đánh rất khó chịu của Yến Xích luôn. Đã bao nhiêu cao thủ đối đầu với Côn Lôn này thì đều để lại những nhận xét, đó là cảm giác bất lực đến cùng cực, thì liên tiếp phải dính những pha chụp ảnh mà rất khó để được thoát ra. Ngay cả đến những phái không hề kỵ hệ như Cái Bang hay Thiên Vương Bang, và thậm chí cả Thiên Nhẫn nữa, cũng rất khó để vượt qua Côn Lôn. Chứ chưa thể nói đến những ác như Nga Mi. Một lốc cuối rất hay đến những Xích Lô anh em ơi. Ác Côn Lôn đã cảm giác được khoảng cách quá tốt để lốc cuối có thể xả trúng vào người của anh Huy Nga Mi. Ở những diễn biến khác thì Falcon Mùa Xuân chiến thắng được Gia Hỉ rồi, Jeremy Mốc Tôm chiến thắng được Tiểu Sơn Ca anh em nhé. Rồi xong, Yến Xích Lô thắng em ạ, và không có gì khác biệt cả. Yếu tố kỳ hệ mà là rất lớn. Rồi mình mời anh em đến với một trận đấu khác.